Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn tại tỉnh Hải Dương, nhiều ngày qua thời tiết rét đậm khiến số lượng trẻ đến bệnh viện Nhi Hải Dương thăm khám bệnh về đường hô hấp tăng cao. Trung bình mỗi ngày bệnh viện Nhi Hải Dương đón từ 180 đến 200 lượt trẻ nhập viện khám và điều trị. Hiện bệnh viện đang điều trị cho khoảng 400 trẻ. Dự báo thời tiết còn rét trong những ngày tới, phụ huynh cần giữ ấm cho con trẻ, ăn uống đủ dinh dưỡng, tránh cho trẻ ra ngoài mà không đeo khẩu trang. Năm 2023, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của ngành chăn nuôi thủy sản tỉnh Hà Nam cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu, góp phần bảo đảm nguồn cung thực phẩm ra thị trường, nhất là dịp cuối năm Tết Nguyên đán. Hợp tác xã này có 13 xã viên, năm nay cả diện tích ao nuôi và sản lượng đều tăng so với năm trước. Diện tích mặt nước của cả hợp tác xã là 25 ha, tổng sản lượng ước đạt 300 tấn. Năm nay giá cám có xu hướng giảm nhẹ trong khi giá thành đầu ra tăng. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, thị trường tiêu thụ ổn định nên lợi nhuận các hộ chăn nuôi đều đạt 150 triệu một hecta một năm. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán, hợp tác xã sẽ xuất ra thị trường khoảng 150 tấn cá thương phẩm. Giai đoạn vừa qua cái lợi nhuận nó mang lại cho bà con là tương đối tốt, cho nên là cái tình hình sản xuất là vẫn phát triển mạnh cho nên là cái thực phẩm để đáp ứng cho cái nhu cầu Tết tôi nghĩ là nó rất dồi dào. Dự kiến ngành chăn nuôi tỉnh Hà Nam cung ứng ra thị trường vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán có thể đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong tỉnh và cung cấp cho các thị trường tỉnh thành phố lân cận như Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình. Cụ thể thịt gia cầm các loại trên 24.500 tấn, thịt trâu bò 2.600 tấn, thịt lợn là 72.000 tấn. Hướng dẫn nhân dân là tích cực áp dụng các cái biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và các cái biện pháp kỹ thuật công nghệ tiên tiến để mà áp dụng bảo vệ cho là phát triển cho đàn vật nuôi. Trong thời gian còn lại từ nay đến Tết Nguyên đán, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện tốt giám sát, phát hiện sớm, khống chế kịp thời các ổ dịch nguy hiểm trên đàn vật nuôi, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan diện rộng ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, bảo đảm đủ sản lượng cung ứng cho thị trường trong các tháng cao điểm trước trong và sau Tết. Nằm tại đầu nguồn sông Mã, những năm trước đây huyện vùng cao biên giới Mường Lát có diện tích rừng bị xâm lấn nhiều nhất tỉnh Thanh Hóa. Với những nỗ lực trong bảo vệ và phát triển rừng, đến nay độ che phủ rừng trên địa bàn huyện đã đạt gần 70%. Qua nghiên cứu và thử nghiệm những năm gần đây, nhóm cây mà người dân Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đang được hỗ trợ trồng hiệu quả là chẩu và tách. Đến nay diện tích hai loại cây này đã đạt trên 30 ha trên địa bàn huyện. Đối với cây chẩu này là có hiệu quả mà có từ khi trồng cây chẩu này là gia đình có thêm thu nhập 4 ha thì bây giờ là cũng là chăm sóc tốt thì bây giờ cũng đảm bảo rồi để sau này sẽ cho lợi nhuận cho gia đình. Để quản lý tốt 3.400 hecta rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ rừng, thực hiện tốt việc trồng rừng. Chúng tôi cũng đã tập trung triển khai cái trồng rừng phòng hộ thay thế. Qua 2 năm năm ngoái và năm nay, chúng tôi đã triển khai trồng được trên 50 ha. và đến giờ phút này là cái chất lượng cây trồng và cái diện tích trồng là cơ bản được đảm bảo cũng mong ban lấy rừng phòng hộ mường lát đó, cùng với nhân dân thực hiện tốt cái phương châm là rừng là lá phổi xanh của toàn thể bà con nhân dân là môi trường sống hết sức là quan trọng và từ đó thúc đẩy góp phần tích cực vào tạo cái sinh kế cho người dân từ khi thành lập đến nay huyện mường lát đã tổ chức trồng 2.200 hecta rừng góp phần đưa độ che phủ rừng trên địa bàn từ 63% năm 2007 lên đến 70% năm 2022 qua đó phát triển ổn định rừng đầu nguồn sông Mã, góp phần tạo sinh kế cho người dân. Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang đối tượng Công Vang Siêm, quốc tịch Lào, vận chuyển trái phép chất ma túy qua cửa khẩu quốc tế Nam Mèo, huyện Quan Sơn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 12 bánh heroin, 22.400 viên ma túy tổng hợp, 12,1 kg ketamin, tổng trọng lượng khoảng 21,1 kg ma túy các loại, một khẩu súng ngắn, 100 viên đạn và một số tăng vật khác. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội, đưa đối tượng tăng vật có liên quan về đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo để tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng với tội danh tổ chức cho người khác vượt biên ra nước ngoài trái phép. Hai đối tượng là Thò Chứ Ly, thường trú tại xã Du Già và Giàng Chúa Và, chú tại xã Du Tiến, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Trước đó, ngày 17 tháng 12, Công an huyện Yên Minh đã phát hiện đường dây dụ dỗ công dân sang Trung Quốc làm thuê, rồi tổ chức vượt biên trái phép. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ hành vi của từng đối tượng trong đường dây.